lời bẩm Ngọc Hoàng, thần táo y tế có mặt tạ. Bình thân, táo y tế báo cáo thử cho ta nghe nào. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, trong năm vừa qua thần phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe cho các cháu học sinh, kiểm tra theo dõi vệ sinh trường lớp học và phòng chống các dịch bệnh, nên trong năm học vừa rồi không có dịch bệnh xảy ra, các cháu được đảm bảo sức khỏe khi học tập tại trường đấy ạ. Thật là đáng khen cho thành tích của táo y tế, đã trong năm học qua không để bùng phát dịch bệnh xảy ra trong trường học, khám sức khỏe cho trẻ rất kịp thời và chăm sóc các cháu mầm non rất chu đáo. Đáng khen, đáng khen. Dạ, thần sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong năm tới ạ. Thần xin cáo lui ạ. Cho lui. Mời báo tiếp theo vào trường. On est tous des superstars. Oui, ça, oui, ça, trầu rồi nên thần vi hơi đi thấy